Sau các buổi tập vừa qua dưới thời thầy Jose thì cái điều gì làm Đô cảm giác là hứng thú nhất và cái điều gì cảm giác làm cũng cảm giác mình cố gắng nhiều nhất để có thể theo kịp giáo án của thầy? Thì sau những buổi tập vừa qua thì cái điều hứng thú nhất của em đối với thầy Philippe Jose đó là sự nhiệt huyết và quyết tâm của thầy trong từng buổi tập. Còn thầy sẽ tạo áp lực cho bọn em và mỗi người đều phải cạnh tranh với nhau, chứ không phải là ai chắc suất hay là đá chính 100%, vì thầy có thể xoay tua mọi người thì trong mọi hoàn cảnh. Tiếp theo. Xin mời các bạn. Nội dung các bài tập của U23 Việt Nam trong những ngày vừa qua là gì? Nội dung của bài tập trong các buổi vừa qua thì thầy luôn cho bọn em chuyền bóng và nhận bóng và kiểm soát bóng một cách tốt nhất và hỗ trợ nhau trong những tình huống bị pressing của đối phương ở 1/3 sân nhà mình, khi mà đối phương áp lực lớn đối với hàng phòng ngự thì ở trên cần phải di chuyển hỗ trợ gần lại hơn và để đưa bóng lên trên. Những ngày vừa qua thì chúng ta vẫn trận đấu U20 Việt Nam ấy, thì đội tuyển có rất thời gian để theo dõi không, và cái đánh giá của em về U20 thế nào? Theo bản thân em thì cũng có xem các em thi đấu và em thấy thì các em cũng tự tin và cũng có chiến thuật hợp lý trong từng trận đấu một. Thế thì thầy giờ giấc xem có thoải mái không, vì nhiều trận đá muộn ấy thì đội tuyển có khắt khe về cấp thể sinh hoạt? Dạ không, thầy thì đặt tính kỷ luật cao nhưng mà phải tự giác trong sinh hoạt. Chứ không có khắt khe lắm. Thì sắp tới chúng ta có thể đá nội bộ với lại đội tuyển Việt Nam ấy, thì em có thể chia sẻ thêm về thông tin về trận đấu này? Dạ em thì vẫn chưa nghe thông tin đấy nên em trong các buổi tập hoặc là các buổi họp ấy, thì thầy Chu Dư có lấy ví dụ nào về các trận đấu của U20 Việt Nam ấy, để đưa ra kinh nghiệm hoặc là chia sẻ điều gì đó cho em? Không, vì thầy chỉ tập trung vào ở đây chứ không có so sánh gì với bọn em với lại tất cả các em ở dưới. Đô đã từng cũng quen cái cách hệ thống huấn luyện của thầy Park ấy, thì liệu chuyển sang cái cách huấn luyện của thầy Jose thì em có cảm giác bỡ ngỡ gì không? Có điểm nào còn bỡ ngỡ? Dạ không, vì em đã có thời gian làm việc với thầy Philippe Jose cũng là 2 năm trước luôn, vì ở BVF rồi nên em cũng khá là quen thuộc với thầy, không bỡ ngỡ gì. Không có sự khác biệt nào giữa lần Philippe Jose trước và lần bây giờ? Dạ thì ở câu lạc bộ thì Philippe Jose thì sẽ khác hơn so với đội tuyển, vì đội tuyển sẽ cần thầy sẽ cần khắc khe nhiều hơn và đòi hỏi cao hơn ở cầu thủ nhiều hơn. Với vị trí riêng của Đô thì so với thời thầy Bác thì thầy Jose có yêu cầu gì nhiều? Em vẫn quen là cánh thì có cái yêu cầu gì nhiều hơn à? Bây giờ thì thầy cũng chưa vào chiến thuật nên bọn em vẫn chưa thể biết được, nhưng mà đối với thầy thì đòi hỏi ở cầu thủ rất cao và muốn cầu thủ lúc nào cũng phải nỗ lực hết mình trong từng buổi tập.